Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em lại có một cái bộ V50. Thì cái bộ này cũng hoàn toàn là dựng nha các bác. Ủa, đâu rồi? Đây, hoàn toàn là dựng nhé. Và có màn hình phụ. Tuy nhiên ý, thì cái con này là nó bị mất 3G với 4G nhé. Có nghĩa là chỉ sử dụng được 2G thôi. Vẫn nghe gọi bình thường được nha các bác. Đây, nghe gọi cho bác xem này. Đây. Đấy, ok nhé. Tiệm cận ok này. Tiệm cận ok này. Lòng ngoài ok này. Ok. Đấy thì các bác thấy là nó vẫn nghe gọi được nhé. Nhưng chỉ là không sử dụng được 3G, 4G. Nó chỉ nhận sóng 2G thôi. Và wifi đây. Wifi nó vẫn kết nối bình thường nhé. Không vấn đề gì nhé các bác. Đấy, wifi bình thường. Đây. Ok nhé, wifi bình thường hết nhé. Chỉ là không có 3G, 4G thôi. Và vẫn nhận màn hình phụ bình thường nha. Đây các bác có thấy màn hình phụ đây. Đấy thì em sẽ test cho các bác các chức năng của nó, xem là nó có hoạt động bình thường hay không nhé. Đây, test cái màn hình chính trước nhé. Sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8 thăng sao. Rồi thì em sẽ, quan trọng là cái màn hình mà. Thì em sẽ test cái màn hình trước. Đây, thì cái màn hình đây. Cái màn hình thực ra là em cũng test rồi. Em test kỹ lắm rồi. Thì cái màn hình này hoàn toàn là nó không bị ám ố gì đâu nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, thì em đã test rồi, các bác yên tâm. Và em cũng test luôn cả cái màn hình của bên bên màn hình phụ này. Sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8, thăng, quên, thăng sao 5, 0. Đây, thì bên màn hình phụ đẹp cũng cũng test được như thế. Thì cái màn hình phụ này nó cũng rất là đẹp, nó không mình không sao cả nhé, cũng không ám ố gì đâu, rất là bình thường luôn. Thì em cũng test rất là kỹ rồi và test luôn cả cảm ứng cho các bác xem nhé. Không này các bác lại không biết cảm ứng nó nằm ở chỗ khác. Đây đây, test cái màn hình cảm ứng cho các bác luôn. Ai các bác chờ chút để nó đây. Ở đây tự nhiên này xuống cái này. Ok nha. Cái này thì em cũng test rồi, em chỉ demo lại cho các bác thôi. Em chỉ demo lại cho các bác thôi nhé. Đây, test ok nhé. Đây, em cũng sẽ test sang cái màn hình bên này. Đấy, thì đây, bên này cũng sẽ test cảm ứng nữa. Đấy, các bác chờ chút. Rồi. Thì cái này đều em đều test hết rồi nha các bác. Chẳng qua là em quay clip thì em sẽ test lại cho các bác thôi. Còn lại nó sẽ ok hết. Mấy cái chức năng như kiểu là ring này. Ok, không rè, loa không rè nhá. Cảm biến tiệm cận này, ok này. Đây này, đấy, có thấy rồi gì? Đấy, ok hết nhá. Ok hết nhá. Rồi, xem trong này còn cái gì nhỉ? Rung này. Đấy, đang rung rất mạnh nhá. Rồi. Còn cái gì anh nhỉ? Cái áp suất này thì đương nhiên là mất rồi nhé, tại vì cái máy này máy dựng mà. Tí nữa em sẽ tháo hẳn máy ra cho các bác xem, máy này là máy dựng hoàn toàn luôn. Rồi ok các bác, thì có nghĩa là cái màn hình này còn rất là đẹp nhé, màn hình xịn luôn nhé, còn rất đẹp, cả màn hình phụ thế còn rất đẹp, không ám ố gì nhé. Rồi thì em sẽ tháo cái màn hình phụ ra. Cái màn hình phụ thì để em sẽ show cho các bác được chi tiết nó như thế nào. Tắt này các bác, cứ làm theo đúng quy trình là tắt đàng hoàng. Rồi ok các bác, tắt màn phụ rồi, mở ra. Ôi, cứng đấy. Rồi đấy thì trước tiên ý, nói trước về cái màn hình phụ đi. Thứ nhất là cái màn hình phụ này này, nó còn rất là cái mình riêng cái bên màn phụ đây nhá. Đây cái mình ở trong này, này. Đây các bác có thể thấy này, nó còn rất rất là đẹp luôn nhá, nó gần như chưa xước đấy các bác, nó gần như chưa xước luôn này. Nó gần như chưa xước nhé. Đấy. Và cái màn hình bên ngoài đây. Mặt trước của bên ngoài nhé. Để em lau kỹ đi. Đây. Thì cái màn hình bên ngoài nó cũng thế. Cái màn hình bên ngoài nó cũng thế. Nó còn rất là đẹp luôn. Nó cũng gần như chưa xước luôn các bạn. Rất tuyệt vời luôn. Tuy nhiên ấy, chỉ là cái mặt sau này này. Mặt sau này thì xấu quá. Đây mặt sau này này. Thì là nó bị chảy chiếc đây này. Chảy này. Và ở chỗ này này. Nó bị gãy chỗ này này. Gãy chỗ này nhé, gãy này thì em vừa giờ em lấy cái keo 5, cái 502 em gắn vào đây rồi. Đấy và lại gãy chỗ đấy và nó hơi nứt nứt chỗ này nữa này.
đất nước ở bên này nữa, thì em cũng gắn vào rồi, thì hiện tại nó đang khá là cứng. Tuy nhiên ấy, thì cũng sớm muộn nó sẽ bung ra thôi. Còn nếu bác nào mà dùng cái màn hình phụ này ấy, thì bên trong nó rất là đẹp nhé, chỉ có mỗi cái lưng sau là nó xấu và nó bị gãy chỗ này, nứt chỗ này. Tuy nhiên ấy, thì bác nào mà dùng cái này em nghĩ là về các bác dán cái đề can lại, dán một cái đề can lại quanh đây. Thứ nhất là nó sẽ bảo vệ cái chỗ nứt này và nó sẽ che được cái chỗ xấu này, thì bảo đảm con màn hình vụ này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nhé. Tại vì cái mặt này rất là đẹp, cái mặt này cũng rất là đẹp, tuyệt vời luôn và không bị ảm mố gì. Đấy, đây là cặp màn hình phụ đấy nhé, đẹp luôn. Và em bán cả bộ nhé, em không bán rời cái màn hình phụ này đâu, bán thành kèm cái máy này luôn. Đấy, thì đây đây là cái máy nhé, em cũng sẽ show cho các bác được là xem là màn hình nó đẹp không, nó xấu hay nó đẹp. Đây thì em cũng vừa lau qua qua đây, thì cái màn hình phụ, cái màn hình này này, đấy các bác nhìn thấy không, nó đã bị ép kính rồi nhé. Đây này, bác có thể thấy là cái đường mà nó nhăn nheo như này này. Đấy, tuy là nó ép kính nhưng mà nó vẫn là ép kính xịn đấy các bác. Vừa nãy em có nói là màn hình nó xịn, tại vì nó là hàng ép kính xịn nhé. Tại vì em biết cái địa chỉ mà ép kính của cái này mà, thế nên là em biết nó là ép kính xịn. Tuy nhiên thì là do tay nghề chưa kia chưa chưa ngon mấy thì nó hơi bị nhăn này thôi. Thì đây là cái màn hình ép nhé. Đấy, cho nên bảo là đây là cái máy dựng. Đấy, thứ nhất là màn hình đẹp ép nhưng mà nó còn khá là mới nhé, tại vì kính nó còn rất mới, ngoài nó rất là mới nhé. Đấy, các bác thấy cái đó này, nếu các bác nào mua V50 thì các bác chú ý nhé. Đấy, soi kính kiểu kiểu nghiêng nghiêng như này, các bác thấy cái điểm gợn như này này, là các bác thấy là nó có thể là ép kính. Đấy, thứ nhất là ép là cái màn hình đằng trước kính nó còn rất là đẹp nhé. Còn đây là cái màn hình cái sau đây, mặt sau này, để em lau về. Được rồi, nó chưa được sạch cho lắm. Đấy, thì mặt sau thì nó xước hơn. Đây các bác có thể thấy này, mặt sau thì nó xước râm nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái phần camera này, các bác có thể thấy này, cái phần camera này còn vẫn là còn còn rất là ổn các bác nhé. Nó chưa 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 ảnh hưởng gì đến cái phần kính này mấy, kính chỗ camera nên nó vẫn đẹp nhé, vẫn vẫn chụp ảnh rất là ổn định và nó không có hiện tượng bị flare đâu. Đấy, cho nên nó vẫn còn khá là ổn. Và đây là các cạnh này. À, đây là cạnh trái này, đây cạnh trái các bác có thể thấy này, nó gần như là chưa xước cái gì luôn này các bác, nó gần như chưa xước luôn này. Đấy, còn đây là cạnh dưới này, cạnh dưới như thế nó còn rất là đẹp luôn, tại vì cái bác chủ này bác ấy để trong cái màn hình phụ liên tục mà, cho nên là cái khung viền nó còn khá là đẹp này này, cũng gần như chưa xước luôn, cổng sáng gần như chưa xước luôn, xước đương nhiên là phải có xước rồi nhưng mà nó rất là đẹp. Đấy, rồi đây là cạnh phải này, cạnh phải cũng thế thôi, còn nó đẹp luôn, cũng chưa xước góc thứ không bị sao cả. Đấy, đẹp. Đây là cái cạnh trên này, đây cạnh trên thì đây các bác có thể thấy một cái điểm mà em lau kỹ đi. Đây, các bác thấy cái điểm này này. Cái này nó bị hơi chảy chảy tí này, hơi chảy sơn tí nha. Cái này có thể là các bác hình như là cái, tại vì cái phần trên này này nó ở ngoài cái bảo vệ của cái ô cái màn hình phụ ấy, nên là các cái xước vào tường này này, nó bị xước sơn tí này. Không không phải là không phải là lõm vào nhé, mà là xước sơn nhé. Đấy, đây không duy nhất chỗ này thôi. Đấy, và bây giờ em sẽ tháo hẳn máy ra cho các bác xem nhé, để em tắt màn hình đi nào. Này, tắt nguồn rồi. Thì đây, tại vì em cũng chưa, đây có đèn 5G vẫn bình thường nhé, đèn 5G bình thường nhé. Đấy, không lại bảo là hỏng. Đây em tháo hẳn máy ra cho các bác xem. Rồi. À quên, lúc nãy chưa chưa test cái vân tay nhé, vân tay vẫn ok nhé, cái này em test rồi, vân tay em cũng test rồi, vân tay ok nhé. Thì đây là con V50 này, nếu như bác nào mà dùng con V50 ấy, nếu mà cái việc mà chấu sạc của các bác, à quên, cái màn hình phụ của các bác mà nó không nhận ấy, vẫn có cái cáp lên màn hình nhé. Đây vẫn có cái cáp lên 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 bên cáp mà nối với cái màn hình phụ, vẫn có cái phần bên này này, có ba chấu này này. Nếu như nó vẫn không nhận ấy, thì các bác thử là nâng cái này này, nâng cái này này, nâng cái chấu này lên một tí này, trong này nó có một cái miếng tiếp xúc bằng đồng này. Đấy, đấy, các bác có nhìn rõ không? Đây này. Đấy, bằng đồng này. Thì thường thường nó sẽ bị thấp ấy, nó sẽ bị thấp hoặc nó bị hỏng ấy. Nếu hỏng thì bác phải chế thôi, còn bây giờ nó chỉ thấp thôi thì bác lấy khẽ lên cái tăm ấy, các bác nâng nó lên một chút, cao một chút là nó tiếp xúc tốt thôi, và vệ sinh cái đầu cái mặt nó đi là được. Đấy. Các bác nào mà vọc vạch thì sẽ làm như thế. Thì còn đây là cái con V50, thì em sẽ tháo hẳn ra cho các bác biết là xem là cái linh kiện nó như nào nhé. Em sẽ tháo hẳn ra, nó sẽ hơi lâu nhé, clip nó sẽ dài nhưng mà thôi
em bán con máy, em bán con máy này thì em phải show hết cho các bác biết được xem là máy nó đang may mắc, nó đang như thế nào, mà cho nó chuẩn chỉ, không mất công về tay anh em dùng thì nó lại không được ưng ý. Chờ tí, một cái không ra. Đấy thì hiện tại là cái bộ máy này nhé, bộ con V50 này kèm cái màn hình phụ đó nhé, là em sẽ bán là 2,5 triệu nhé. Tại vì cái con này ấy, nó là bị mất cái 3G 4G ấy, nó chỉ có được dùng được wifi và nghe gọi thôi, nghe gọi 2G thôi, cho nên là em bán 2,5 triệu nhé cho một cái máy cũng khá là đẹp, chỉ máy ép kính thôi, nhưng mà bác nào không để ý thì nó không, các bác không phát hiện ra đâu. Thật sự là ở trong quá trình sử dụng bình thường thì các bác nào không không quan tâm thì không 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 sợ, để kính nó vẫn là kính xịn mà. Đấy thì bác nào mua thì cứ liên lạc với em, cái số Zalo em để ở ở góc góc clip này, nhiều bác cứ không không để ý là không thấy. Zalo em để đấy nhá, ở trên màn hình này luôn. Rồi, tôi mất kéo rồi. Đấy. Ok các bác. Đấy thì đây là cái phần NFC và sạc không dây này. Đấy, bỏ đây. Bỏ tách cái ra. Tách cái pin này ra. Đấy rồi. Tách luôn cả cái phần cụm loa. Thì đây, đây là cái cụm loa ngoài này. Thì các bác nào ấy mà mua cái cụm loa ngoài này thì các bác nhớ nhé, là phải có kèm cái dây cáp này nhé. Nếu như là máy Hàn nhé, phải có kèm cái dây cáp này, nó ăn xuống đây và nó có ba chấu này thì nó mới nhận màn hình phụ nhé. Các bác là không có cái này thì là nó không nhận màn hình phụ đâu, và đó chỉ là máy Mỹ thôi. Đấy, thì máy Hàn thì bác nên có cái này nhé, có này thì nó mới nhận được màn hình phụ. Rồi bỏ đây. Thì đây các bác có thể thấy là, từ là em rút cái sim nữa nhé, rút cái sim nữa nào. Đây sim thì bây giờ em thử cho bác rồi, thì cái sim này là nó có cả số 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 CD ở trên này nhé, đây là bản Hàn mà có số CD đàng hoàng nhé. Rồi thì tháo nữa, tháo hết ra luôn, tháo nguyên cái main ra luôn mà. Đâu rồi, ủa cái đây rồi. Ok các bác, vừa quay vừa làm thì nó hơi 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 khó, chứ bình thường thì tháo thì nó dễ lắm. Rồi ok các bác, thì em đã tháo được cái main nó ra rồi đây. Thì cái main này ấy, là cái main zin nhé, nó chưa bị đụng chạm gì cả. Các bác nhìn thấy các lồng bảo vệ của máy này và các IC thứ em cũng soi rồi, chưa bị đụng chạm gì luôn. Đây bên này thế thôi, bên này cũng chưa đụng chạm gì luôn, các lồng bảo vệ vẫn còn. Và đương nhiên là vân tay thì là vân tay của em hoặc là của người trước, của cái chủ trước thì không quan tâm, nhưng mà cái miếng tản nhiệt này vẫn còn này. Đấy, còn hết này. Ok, nói chung là em soi cái main này rất là kỹ rồi, nó không có chưa bị đụng chạm ở đâu ấy. Tuy nhiên thì cái việc mà nó mất sóng 4G, 3G thì không được, tại sao, chắc là do con IC thôi. Và cũng có thể là do cái bác này bác bảo là lên 12 là bị mất 3G 4G các bạn. Đấy, thì cái main này bảo đảm cho các bác là main vẫn còn zin nhé. Đấy, ok luôn. Rồi thì đây là cái main, bỏ lại chỗ khác. Và đây các bác có thể thấy được là cái khung này nó vẫn còn nhé, nó vẫn còn cái miếng tản nhiệt đây này. Đấy các bác thấy không? Thường thường mấy cái main mà dựng này, cái main dựng này là hay bị luộc cái miếng tản nhiệt này lắm, dẫn đến là cái máy nó rất là nóng. Đấy, không có miếng tản nhiệt thì máy rất là nóng nhé. Và cái miếng tản nhiệt này nếu như mà bị tháo ra thì nó sẽ không còn đẹp như này đâu các bác, nó không còn đẹp như này đâu, nó không còn thẳng như này đâu, nó sẽ bị nhăn nheo, nó bị vúng rúm gió và nó rất là xấu luôn đấy. Đấy, cho nên là các bác yên tâm. Và đây là cục pin này cũng chắc chắn là cục pin zin luôn nhé các bác. Đấy, thì em có một cục cửa 8 zin này để em cho các bác xem. Đây các bác, thì em có một cái cục G8 zin đây cho các bác xem. Đây cục G8 này, đây các bác nhìn nó mẫu mã y chang như gần 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 y chang như luôn nhé.
đây cục này là zin của em còn chưa chưa bóc ra luôn đấy. Cái khung này và cái cục pin này cực zin luôn. Bác nào mà mua pin G8 thì cứ alo em. Rồi. Thì cái cục pin này zin, tuy nhiên thì em thấy là nó cũng cũng kiểu nó hơi cũ cũ rồi ấy. Nó có thể là cái dung lượng của nó không còn được tốt, nhưng mà em dùng như em dùng 1-2 ngày này rồi, em thấy là pin nó vẫn còn khá là ổn. Cho nên là em nghĩ là cục pin này còn còn dùng ok nhé. Và cục pin V50 này thì em thấy là hiện tại là đang đang là rất là ít bán nhé, và đa số chỉ là pin lô thôi nhé. Cho nên là các bác mua thì chú ý nhé, xem là pin nó có chính xác như này không. Bác nào mà mua pin ấy thì là bảo người bán chụp ảnh cho cái hình dạng của pin xem nó thế nào nhé. Đấy, cho nên là các bác nào mà mua con này ấy, thì liên lạc với số Zalo của em ở để trên nhé, và em bán cả bộ đấy nhé, em không bán lẻ đâu. Thì cái bộ này em sẽ bán với giá là 2,5 triệu nhé. Và đặc biệt nữa là nếu như bác nào mà không 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 muốn muốn dùng cả 3G 4G nữa ấy, thì em sẽ đặt về cho các bác một cái main main ngon nhé, cũng zin, main hàn zin và ngon, full full tất cả các chức năng luôn, 3G 4G có nhé. Tuy nhiên thì cái main này nó khá đắt, tại vì em phải lấy ở shop, mà shop thì người ta đang bán là 900.000. Thì nếu bác nào lấy về bắt đầu muốn mà cái máy mình mà nó xịn nhất ấy, thì em sẽ đặt thêm cái main 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 xịn ấy, không bị hỏng cái gì nhá, không không như cái năng không như cái main này. Cái main này thì là hỏng 3G 4G nhá. Còn nếu mà chúng ta là muốn mà một bộ này nó hoạt động bình thường hết ấy, tất cả cái chức năng đều hoạt động bình thường hết ấy, thì em sẽ phải mua một cái main khác, và với giá là 900.000 tiền ship các thứ nữa, thì em tính cả công em thay nữa thì em tính nó là 1 triệu cho nó tròn nhé. Thì nó sẽ giá nó sẽ tăng lên là tổng là 3,5 triệu nhé. Đấy là nếu nước bác nào mà mua cái bộ này mà có ngon hết nhé. Đấy, thì là 3,5 triệu nhé. Còn bác nào chỉ dùng để nghe gọi và dùng wifi thôi thì cái bộ này là 2,5 triệu thôi. Cho nên các bác nào mà mua thì liên lạc với em sớm nhé, tại vì thường thường những cái máy mà em bán ấy, em sẽ tháo bung hết ra để cho bác xem là linh kiện nội thất bên trong ấy. Cho nên là thường thường nó bay nhanh lắm, các bác nên chú ý nhé. Rồi ok, chào các bác.